Kyoto City xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi quay trở lại với video lần này để giải đáp mọi thắc mắc mà các quý vị đang quan tâm về hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn hàng đầu thế giới mà đang được Thiên Minh Auto Safety độc quyền phân phối, đó là Mobileye của Israel. Như các bạn cũng biết, Israel là đất nước của những người Do Thái vô cùng thông minh và tài giỏi, đặc biệt đây cũng chính là cái nôi công nghệ lớn nhất thế giới. Một phần, Thiên Minh Auto Safety đang có rất nhiều quý khách hàng quan tâm mà lại chưa được hồi đáp kịp thời, rất mong quý vị thông cảm. Sự quan tâm của quý vị chính là liều thuốc tinh thần để chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày với phương châm kinh doanh, tầm nhìn của chúng tôi, an toàn của các bạn. Nào, bây giờ hãy cùng vào chủ đề chính của ngày hôm nay nhé! Mobileye 630 là hệ thống cảnh báo va chạm đứng trước chuyên dụng của tập đoàn Mobileye Intel Israel. Để chứng minh là sản phẩm chính hãng, khi lắp đặt, kỹ thuật viên sẽ kích hoạt sản phẩm, mở ID và password, kết nối phần mềm với Mobileye Intel. Mobileye 630 không phải cam hành trình, đây là hệ thống cảnh báo va chạm phía trước chuyên dụng. Mobileye 630 tại thị trường Việt Nam gồm có 5 tính năng chính hỗ trợ các bác lái xe an toàn. Đầu tiên, cảnh báo va chạm với các phương tiện phía trước. Thứ hai, cảnh báo va chạm với người đi bộ và người đi xe đạp. Thứ ba, giám sát khoảng cách với các phương tiện phía trước. Thứ tư, nhận diện biển báo giao thông. Thứ năm, cảnh báo lệch làn đường. Các bạn có thể tham khảo ngay clip review của anh Hùng Lâm Xe Hay ở dưới mục mô tả các bạn nhé, đảm bảo rất chi tiết và dễ hiểu. Mobileye 630 là sản phẩm công nghệ cao, được vận hành bằng bộ chip Intel nên có thuật toán thông minh được tính toán tỉ mỉ trong những trường hợp nào thực sự xảy ra nguy hiểm. Lúc này, bộ chip sẽ cảnh báo ngay lập tức, khác với cảm biến thông thường. Mobileye 630 đo được vận tốc thực của xe mình, bộ chip cũng tính được khoảng cách từ đầu xe mình tới đuôi xe phía trước dựa trên vận tốc mình đi. Mobileye 630 sẽ tính được thời gian va chạm thấp dần và tình huống nguy hiểm hơn thì hệ thống đưa ra cảnh báo. Khi chúng ta đi dưới tốc độ 30 km/h, hệ thống sẽ mặc định luôn chúng ta đang ở trong khu vực đô thị. Lúc này, khoảng cách xe của mình và xe phía trước rất gần, chỉ từ 2m đến 5m. Với tốc độ thấp thì khả năng xảy ra va chạm cũng thấp, nên hệ thống cảnh báo ở ngưỡng an toàn bằng âm thanh nhẹ, không gắt như tốc độ trên 30 km/h. Mobileye 630 gần như đã có dữ liệu của hầu hết các dòng xe, nên gần như tất cả các dòng xe đều có thể lắp đặt. Mobileye 630 gồm có 3 bộ phận chính. Đầu tiên là mắt camera gắn ở đằng sau kính chắn gió và chiếc gương chiếu hậu. Tiếp theo là màn hình iWatt nhỏ đặt trên táp lô. Cuối cùng là mạng can sensor. Đây là mắt cảm biến, có thể đọc được dữ liệu mạng can của xe xuyên qua lớp vỏ dây điện mà không cần cắt chích hay ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Khi lắp đặt, cam kết không đục khoét đến phần cứng của xe, không đấu nối đến hệ thống điện mà kỹ thuật viên sẽ sử dụng kẹp cút nối nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc để kẹp và lấy điện qua dây. Thời gian lắp đặt khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng. Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nếu lỗi từ nhà sản xuất. Trong và sau lắp đặt, Thiên Minh Auto Safety vẫn luôn hỗ trợ kỹ thuật, kể cả trong việc quý khách hàng đổi xe chúng tôi vẫn hỗ trợ tháo lắp. Mobileye 630 hoạt động bằng mắt camera soi quét rộng, nên việc đường có nhiều làn không ảnh hưởng gì đến hệ thống hoạt động. Thứ hai, khi xe chạy chạm tới biển, hệ thống mới đưa ra thông báo nhằm tránh trường hợp tài xế rẽ sang hướng khác gây ra báo sai, đặc biệt là các biển, biển cấm vượt, biển làn đường dành riêng cho ô tô và biển giới hạn tốc độ. Đây là 10 câu hỏi tiêu biểu nhất mà Thiên Minh Auto Safety đã tổng hợp trong thời gian vừa qua. Tất nhiên, video này chưa thể giải đáp được hết những thắc mắc của các quý vị. Vậy nên hãy chờ chúng tôi tiếp ở những video sau nhé. Cảm ơn mọi người.